Xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Hôm nay thì em lại giới thiệu một mẫu bán tải vừa mới cập bến showroom, vừa đặt chân xuống Butterfan vô gầm cao, một chiếc xe Ford Ranger với phiên bản 2020. Và chiếc xe này là phiên bản số tự động, phiên bản XLS và mức giá lại cực kỳ tốt cho các bác với một chiếc xe đời cao máy dầu 2.2. Con này thì hiện tại em đang chào bán cho các bác chỉ có 560 triệu đồng và hỗ trợ một người bao rút hồ sơ một dòng xe bán tải có thể hỗ trợ công việc này, có thể chở hàng, chở đồ, thiết kế trẻ trung. Cái dòng Ford Ranger là cái dòng bán tải được rất nhiều khách hàng yêu thích bởi form dáng của dòng xe này khá là đẹp. Hơn nữa thì công nghệ hiện đại cũng được trang bị khá là nhiều. Và cái dòng xe được đánh giá cao về độ an toàn cũng như là độ thẩm mỹ trong cái phân khúc xe bán tải. Và bác nào đang có nhu cầu tìm một chiếc xe bán tải vừa có thể đi chơi, đi du lịch, vừa có thể chở hàng, chở đồ thì có thể tham khảo chi tiết với chiếc Ford Ranger phiên bản 2.2 máy dầu. Và phiên bản này là phiên bản XLS, phiên bản 4x2, phiên bản một cầu. Nổi bật cho form dáng phía trước thì vẫn là những thiết kế mạnh mẽ, khỏe khoắn ngay cho nổi bật cho cái phần đầu xe. Với các chi tiết hệ thống chiếu sáng này, 2020 lăn bánh được 4 năm rồi, phần đèn rất là sáng trong các nhé. Hệ thống pha cốt của chúng ta sẽ được trang bị là bóng halogen. Chi tiết đèn gầm của chiếc xe này, mặt cao đăng này khỏe khoắn với nền đen cùng với các chi tiết đường gân dập nổi mạnh mẽ trên cái phần nắp capo. Logo thì rất là nổi bật, đặt ngay trung tâm phần lưới tản nhiệt, rất là lớn. Hệ thống chiếu sáng bên cánh lái của chiếc xe, các bác có thể quan sát chi tiết này. Hiện tại đấy, con này em đang để cho mọi người là 560. Và đời 2020 thì dòng bán tải sẽ hỗ trợ trả góp tầm khoảng 6-70% giá trị của xe, tầm vào khoảng hơn 100 chưa đến 200 đâu là các bác có thể đón được con Ranger, Ford Ranger này về để sử dụng cho gia đình mình rồi. Xe được trang bị một bộ la răng đúc hợp kim nhôm và một bộ lốp rất là lớn, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ kèm tính năng chỉnh cảm điện. Cái dòng dòng xe Ford thì có một cái điểm nổi bật, đó chính là cái thiết kế vây mang cá ở phần hông, ghi thông số và động cơ của chiếc xe nhé. Như con này là 2.2 máy dầu đi kèm hộp số tự động 6 cấp này. Tay nắm cửa được sơn nền đen chắc chắn, nhựa đen chắc chắn này. Phiên bản XLS của chúng ta sẽ được trang bị nội thất ghế nỉ thôi nhé. Tông nội thất thì đen tuyền, mang lại cái cảm giác sang trọng và khá là sạch sẽ với tông nội thất ghế da màu đen này. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm tiện ích. Con này thì có vô lăng chịu lực lái điện giúp cho chúng ta lái rất là êm, rất là nhẹ nữa. Các phím bấm tiện ích như là giới hạn tốc độ lim này, tăng giảm âm lượng, có ga tự động control cho các bác luôn. Và phía bên đây là ra lệnh giọng nói và đàm thoại rảnh tay. Các tính năng tiện ích cao cấp đều được trang bị trên mẫu xe này rồi. Hệ thống chiếu sáng gạt mưa thì ngay sau vô lăng quá nhé. Nắp thùng này, thiết kế cửa gió điều hòa, cái tông màu đen rất là sạch. Và con này thì không có cái vết xước sát nào trên cái phần táp lô. Với một chiếc xe 2020 thì mẫu xe này cũng được trang bị một cái màn hình Android cỡ lớn rồi. Phiên bản XLS của chúng ta thì vẫn là chìa khóa cơ, con này thì đầy đủ hai chìa khóa cho các bác nhé. Cái màn hình này thì tích hợp đầy đủ Bluetooth, FM, radio, định vị chỉ đường. Và phía bên dưới là trung tâm điều khiển cái màn hình giải trí này. Các cổng kết nối đầy đủ, hệ thống chống trơn trượt của số bọc da, hộc đồ để ly, để cốc, phanh tay cũng được bọc da rất là cao cấp rồi. Thiết kế trong cái phần khoang nội thất này khá là hiện đại, khá là khoa học, gọn gàng, ngăn nắp. Và chúng ta có thể rất là dễ dàng thao tác sử dụng với chiếc Ford Ranger này. Tương phản với nội thất đen thì là một bộ trần nỉ màu ghi sáng các bác nhé. Bộ trần nỉ màu ghi sáng thì giúp cho không gian nội thất của chiếc xe này nó sáng và thoáng đãng hơn rất là nhiều. Con này thì 2020, một mẫu bán tải máy dầu 2.2 thì lăn bánh 7 vạn rồi các bác nhé. Trung bình một năm đi khoảng hơn 1 vạn chưa đến 2 vạn. Nội thất ghế vẫn còn rất là mới, thiết kế sạch sẽ. Bậc lên xuống thì cũng được chrome để chống chảy xước cho cái phần cửa xe. Và một cái bậc lên xuống để di chuyển lên xe đó. Một cái bậc này là để di chuyển lên xe này. Vì con này có một cái khoảng khung gầm rất là cao. Có dòng xe Ford thì khung gầm khá là cao cho cả dòng 7 chỗ hay là dòng bán tải. Đây là các chi tiết con ốc trên phần cột B này. Mọi người có thể quan sát màu sơn đánh dấu nhà sản xuất này, tem mác. Các chi tiết con ốc không hề có dấu hiệu cậy mở các bác nhé. Con này thì sẽ được trang bị hệ thống âm thanh là 6 loa phân bổ xung quanh xe. Đây là các chi tiết con cột A, màu sơn đánh dấu nhà sản xuất, các bác có thể quan sát này. Phần tappy cánh cửa không một cái vết xước và phím bấm sắc nét không bong chóc hao mòn. Hộc đồ xung quanh phần tappy cánh cửa của chúng ta, các chi tiết mạ chrome cũng không một cái vết xước nào.
keo chỉ nguyên vẹn cùng với các chi tiết con ốc không có dấu hiệu cậy mở. Tiếp theo cho nội thất hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau thì khoảng để chân khá là rộng rãi, nhưng có một cái nhược điểm trên cái dòng Ford Ranger, đó là cái thiết kế ghế ngồi hàng ghế sau ấy, thiết kế dựng đứng trong cái chuyến hành trình dài ấy. Ngắn thì ok, nhưng mà trong chuyến hành trình dài thì thiết kế dựng đứng này thì người ngồi phía sau sẽ không thoải mái cho lắm với cái thiết kế của cái dòng bán tải của cái thương hiệu Ford con Ranger này. Và vị trí ghế giữa cũng kim luôn bệ tì tay. Ba tựa đầu thì vẫn là giỏi, thoải mái, dễ chịu cho các bác tựa đầu rồi. Nhưng mà có một cái điểm nhược điểm chiếc xe này em không thích, đó là thiết kế dựng đứng trong một cái chuyến hành trình dài thì nếu mà chúng ta không nghiêng lưng ấy thì cảm giác nó sẽ hơi hơi khó chịu. Cổng sạc 12V này, khoảng để chân rất là rộng các anh chị nhé. Và đây là trần nỉ phía sau, rất là sạch sẽ, rất là mới đúng không ạ? Đây là phần cột B quan sát từ hàng ghế phía sau. Màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất trên các phần con ốc này. Con này thì em bao zin thân vỏ tuyệt đối cho các bác, các chi tiết ốc ác nguyên vẹn, keo chỉ không mất một phân. Tắt bị cánh cửa, khóa chốt an toàn dành cho trẻ em hàng ghế phía sau và keo chỉ. Bậc lên xuống phía sau cũng có ốp chrome coi nhá. Đây là mặt la răng bánh sau. Con này thì hai bánh trước sẽ được trang bị là phanh ABS chống bó cứng và hai bánh sau sẽ được trang bị là phanh tăng chống. Thông số lốp là 255/70R16 nhá, kích thước la răng lớn. Tiếp theo cho cái phần đuôi xe này. Con này thì vẫn là thiết kế vuông vức đặc trưng của dòng Ford Ranger, thiết kế rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn. Con này thì thiết kế bên ngoài thì không có điểm gì để chê rồi. Nó được mệnh danh là mẫu xe có thiết kế đẹp nhất, nhiều công nghệ nhất trong phân khúc xe bán tải. Cặp đèn hậu bắt mắt này cùng với các chi tiết logo nổi bật, logo rất là lớn các bạn nhé. Đây là chi tiết cái phần khoang thùng khá là rộng rãi. Con này thì có một cái thông số của cái thùng xe khá là lý tưởng để chúng ta vận chuyển hàng hóa. Form dáng như thần hồng các bác có thể ngắm nghía qua với chiếc Ford Ranger 2020 này. Giá rất là tốt, 560 và có lộc lá cho các bác một chút nữa. Hơn 100 triệu là các bác đón được bằng lột xe về nhà với hình thức mua xe trả góp này, mặt là bánh răng bánh sau. Đây là hàng ghế phía sau các bác nhé. Cái dòng Ford ấy thì nó có một cái phần không vỏ, tôn vỏ khá là chắc chắn, khá là dày dặn. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm về khả năng an toàn của cái dòng Ford Ranger này. Tính năng an toàn của dòng xe này cũng được trang bị khá là nhiều. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, cân bằng điện tử, trợ lực điện và ABS chống bó cứng, khởi hành ngang dốc, chống trơn trượt, rất là nhiều tính năng an toàn các bác nhé. Đây là cột B của chiếc xe. Nội thất thì rất là mới, thật sự là con này có một cái khoang nội thất rất là sạch và rất là mới. Cái dòng xe này thì chúng ta sẽ sử dụng đến nghĩ đến dùng là lao động nhiều đúng không ạ? Nhưng con này có một cái khoang nội thất rất là mới, một chiếc xe vẫn phù hợp để chúng ta đi chơi, đi cà phê, đi du lịch và vẫn tiện cho các bác chuyên chở hàng hóa nếu như mà muốn chở đồ nhiều, hỗ trợ luôn công việc và vẫn thích hợp đi chơi cho các anh chị. Đây là phần cột B này. Nội thất cho vị trí ghế phụ và một hộp đồ rất là rộng phía trên. Tablo coi nhé, tablo không một vết xước, rất là sạch sẽ. Nội thất con này được bác chủ cũ giữ gìn rất là tốt. Đây là phần cột A của chiếc xe này. Và phần tappi cánh cửa bên vị trí bên phụ. Phần chrome này rất là sáng đúng không ạ? Chrome bình thường là các bác sẽ thấy rằng nó màu sáng sáng trắng, nhưng con này thì nó màu bạc bạc nên cảm giác như cái tông xe nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Và như vậy thì em đã sơ qua cái phần ngoại nội thất của con Ranger XLS 2020 này rồi. Bây giờ thì em sẽ vòng qua một chút về phần khoang động cơ của chiếc bán tải của cái thương hiệu Mỹ nổi tiếng này. Và đây chính là khối động cơ 2.2 máy dầu của chiếc Ford Ranger này. Và các bác cũng biết rằng là ưu điểm của dòng xe máy dầu đó là khá là tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì động cơ 2.2 nó ăn đâu đó vào khoảng 7-8 lít trong 100 km. Nhưng các bác cũng biết rằng nhược điểm của dòng xe máy dầu đó là mùi dầu và hơi ồn. Nhưng mà vào dưới một dòng xe của thương hiệu Mỹ thì khung vỏ chắc chắn như này thì khả năng check cách âm chống ồn của chiếc Ford Ranger này hoạt động khá là tốt. Vì vậy nên các bác có thể hoàn toàn loại bỏ cái nhược điểm đó. Đây là chi tiết cái phần khoang động cơ của chiếc xe này. Máy số thì bên em sẽ cam kết cho các bác với những cái chi tiết sau. Máy số zin này, keo chỉ zin, thân vỏ zin. Và bên em còn bảo hành cho mọi người về cái khoang động cơ này 1 năm. Và cam kết không ngập nước, không thủy kích và bao check test với bên thứ ba. Các bác có thể quan sát qua cái phần nắp cabo nhé.
chất lượng của chiếc xe này thì em sẽ cam kết trên văn bản giấy tờ và hồ sơ giấy tờ minh bạch rõ ràng. Và như vậy thì tổng thể con Ranger này em cũng giới thiệu rất là kỹ cho các bác rồi. Bác nào muốn tìm hiểu kỹ hơn với chiếc bán tải đến từ thương hiệu Mỹ này có thể kết nối giúp em về số hotline em ghi ngay phần màn hình 0964 834 834. Địa chỉ xem xe trực tiếp là 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Cuối cùng thì em xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe hôm nay của Bác Tư Phan. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.